những cái nguy cơ mà răng số 8 mọc lệch gây hỏng răng số 7 nếu như chúng ta không biết phát hiện sớm, chúng ta không loại bỏ sớm răng số 8 khi đâm vào răng số 7 thì dẫn tới tình trạng hỏng răng số 7. Thì ngày hôm nay bác sĩ Trung cũng sẽ làm sao đi sâu vào trong cái chủ đề ngày hôm nay để chúng ta thấy rằng là cái răng số 7 nó quan trọng như thế nào và răng số 8 nó lại gây ảnh hưởng ra sao. Còn những cái biến chứng thì chúng ta có thể xem trên những cái video khác bác sĩ Trung đã chia sẻ những cái biến chứng của răng khôn. Khi mà chúng ta đến với bác sĩ Trung thì là gì? Có bệnh nhân thì sẽ được giữ lại răng số 7 để chữa nhổ răng số 8. Có những bệnh nhân thì sẽ làm sao? Nhổ răng số 7 để giữ lại răng số 8. Có những bệnh nhân thì sẽ nhổ cả răng số 7, cả răng số 8. Có những bệnh nhân là gì? Nhổ răng số 7 xong bắt đầu là gì? Cấy cái chân răng xong thì bắt đầu mới đi nhổ răng số 8. Nghĩa là gì? Nó rất là nhiều tình huống lâm sàng và chúng ta sẽ đi vào cụ thể tại sao chúng ta cần chiếu chụp phim và chúng ta dựa trên phim để chúng ta đánh giá. Mục tiêu của chúng ta là giữ răng thật, nghĩa là gì? Khi răng số 8 đâm vào răng số 7 thì mục tiêu của chúng ta là gì? Là giữ răng thật. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta chữa răng số 7 thì là gì? Chúng ta xem rằng là cái hiệu quả của răng số 7 đó nó có giữ được cho chúng ta được trên 2 năm hay không? Nghĩa là gì? Nó có thể giữ được cho chúng ta một cái thời gian gọi là thời gian dài khi sử dụng 2 năm trở ra. Là một. Thứ hai là gì? Cái răng số 7 khi chúng ta chữa thì khả năng mà nó viêm nhiễm và nó gây tiêu xương mà chúng ta không nhổ răng số 7 thì đó cũng là một cái hệ quả mà làm sao? Dẫn tới tình trạng là gì? Chúng ta mất xương răng số 7, chúng ta thấy là việc ghép xương răng số 7 để chúng ta cấy ghép vào chân răng là vô cùng khó khăn. Nó thường nó sẽ thiếu cả chiều ngang và thiếu cả chiều dọc, mà cái vùng góc hàm của chúng ta là ghép xương rất là khó. Nên là có những bệnh nhân là chúng ta sẽ không xử lý được khi mà chúng ta bị tiêu xương của răng số 7 đối với hàm dưới. Đấy là cái khó khăn trong cái vấn đề cấy ghép chân răng. Còn răng số 8 thì thường là khi mới đâm ấy, thì là gì? Cái răng số 7 nó hỏng trước và răng số 8 nó lại không hỏng. Một số trường hợp thì sâu cả răng số 7 và răng số 8 thì chúng ta sẽ phải nhổ cả răng số 7 và răng số 8. Nên là có những bệnh nhân chúng ta sẽ nhổ delay cái răng số 8, nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nhổ răng số 7 để cho nó sau tránh bị tiêu xương. Và sau đó chúng ta sẽ cấy được cái chân răng và chúng ta sẽ làm sao? Đợi chờ cái chân răng nó tích hợp sau khoảng 3 đến 4 tháng mà lúc mà chúng ta lắp răng được thì chúng ta mới nhổ bỏ cái răng số 8 đi để gây nó không gây tình trạng kẹt thức ăn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào từng cái phim một. Để nói thì chúng ta rất là khó hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là từng tình huống lâm sàng một thì bác sĩ Trung sẽ chia sẻ. Nó có rất là nhiều các tình huống và những cái thể lâm sàng khác nhau. Thì trên phim của chúng ta ở đây thì bác sĩ Trung đã chia sẻ chúng ta trên cái màn hình của chúng ta. Với những trường hợp như thế này thì sao? Chúng ta với một trường hợp như thế này, răng số 8 của chúng ta đến với bệnh nhân với bác sĩ Trung là gì? Chúng ta thấy là gì? Răng số 7 thì đâm vào răng số 6, răng số 8 thì mọc nghiêng. Thì lúc này chúng ta thấy là gì? Cái việc của chúng ta là chúng ta có thể nhổ răng số 8 sớm này. Và chúng ta có thể là gì? Cái trường hợp này thì cái chân nó vẫn còn ok, cái chân răng số 6 vẫn còn ok. Chúng ta sẽ làm sao? Chữa cái răng số 6 và chúng ta làm sao? Dựng lại cái răng số 7. Bên này chúng ta sẽ chủ động nhổ răng số 8 sớm để cho làm sao? Tránh gây tình trạng hỏng răng số 7. Chúng ta tiếp tục đi một vài cái phim khác nhau nữa. Ở trên bệnh nhân này của chúng ta thấy là gì? Nó lại một cái tình huống khác. Một cái tình huống là gì? Đến với chúng ta là gì? 17 tuổi. 17 tuổi thì bạn ấy có những cái răng số 8, chúng ta thấy là gì? Răng này thì là gì? Vuông góc, có chỉ định nhổ tuyệt đối rồi. Răng số 48 này thì có một cái tình trạng chúng ta nhìn ở đây. Răng số 48 ở chỗ này chúng ta quan sát. Răng số 48 thì răng số 48 này nó sẽ làm sao? Đâm nó làm cho chúng ta làm sao? Hay bị viêm và cái áp xe ở cái vùng này. Thì bệnh nhân đã được nhổ một cặp răng này rồi, sau đó là sẽ tiếp tục nhổ tiếp cái cặp răng số 28 và 48 và 38. Chúng ta lại đi tiếp một số cái ca lâm sàng khác ở trên cái hình ảnh phim X quang của chúng ta. Ở đây của chúng ta lại gặp một cái tình trạng là gì? Một cái tình trạng cái răng khôn nó cũng bị làm sao? Răng khôn nó cũng bị hỏng. Chúng ta nhìn ở đây. Cái răng khôn này thì chúng ta thấy là cái việc mà ở đây là gì? Cái răng 48 nó bị sâu. Răng 48 này bị sâu thì chúng ta có chỉ định nhổ tuyệt đối rồi. Ở đây chúng ta còn hai cái răng 8 ở trên, nó ngầm trong xương, chúng ta cứ để nguyên. Nó chưa ảnh hưởng gì, chúng ta cứ để nguyên. Nó cũng chưa ảnh hưởng đến răng số 7, nên chúng ta có thể sống trung hòa. Thậm chí cái răng 48 này, 38 này, nếu như nó chưa ảnh hưởng mà nó không có đau trên lâm sàng, không có bộc lộ ra ngoài, nó chưa ra môi trường miệng, thì chúng ta cũng có thể là giữ lại. Và lúc này chúng ta chỉ nhổ bỏ răng 48 đi thôi. Đấy là với một tình huống lâm sàng mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhổ răng 8. Ở đây thì với một cái trường hợp như này, cái răng số 7. Ở đây răng số 7. Răng số 7 của chúng ta thấy là gì? Cái răng này nó đâm vào nhưng mà chúng ta thấy là nó mới tổn thương một phần rất là nhỏ ở cái cạnh răng số 7 và răng số 8. Thì lúc này chúng ta có thể chủ động nhổ răng số 8 sớm.
và cái răng của chúng ta để chúng ta làm sao có thể làm sao giữ lại, nó giữ lại chiếc răng gì, giữ lại chiếc răng số 7 để chúng ta chữa và chúng ta làm. Thì trường hợp này chúng ta lại nhổ bỏ răng số 8. Nghĩa là gì? Khi mà chúng ta quyết định để chúng ta là gì, nhổ bỏ răng số 7, răng số 8, thì cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao chụp chiếu phim X quang để chúng ta đánh giá. Ở đây là những cái trường hợp mà chúng ta thấy là gì, đã được nhổ bỏ răng số 8 bởi vì là nó đâm vào răng số 7, một phần răng số 7 đã bị tổn thương. Nhưng ở bệnh nhân này thì chúng ta tại sao chúng ta lại lên nhổ bỏ răng số 7? Thì chúng ta phải đi vào chúng ta phân tích ở trên đây. Ví dụ như ở trên đây con bệnh nhân chúng ta thấy là gì, cái trường hợp này khi mà chúng ta chụp phim lên thì chúng ta thấy là gì, à một phần của cái răng số 8, 38 của chúng ta gần như là gì, nó đâm, nó hỏng mất cái chân xa của răng số 7. Lúc này chúng ta thấy là cái tổn thương của chúng ta làm sao rất là lớn, gần như là vỡ mất hết toàn bộ răng, cái chân xa của chúng ta. Và chúng ta quan sát là cái chân xa của chúng ta lại tiêu, nó chỉ còn có 1mm thôi. Chân gần của chúng ta lại một cái hiện tượng viêm quanh cuống. Như vậy là gì? Cái trường hợp này chúng ta có nhổ răng số 8. Nhổ răng số 8 trước đi, nhưng mà chúng ta chữa răng số 7 này, nó có thể gây tình trạng viêm nhiễm và tiêu xương. Và khi mà chúng ta viêm nhiễm tiêu xương thì chúng ta thấy là này, cái việc mà răng số 7 này nó có thể gây làm sao chúng ta sau này mất xương và chúng ta không có cơ hội. Nên là trong trường hợp này thì bác sĩ Trung lại khuyên nhổ bỏ răng số 7. Cái răng số 7 này thì nên nhổ bỏ, chúng ta không nên cố chữa, bởi vì sao? Khi chữa nó mất tiền của bệnh nhân. Tự nhiên là chúng ta mất 1-2 triệu chữa ra tủy răng, sau đó làm một cái bọc mất 3-4 triệu. Tự nhiên chúng ta mất 5-6 triệu mà sau này chúng ta làm sao? Bị tiêu cái xương ở cái phần này thì rất là đáng tiếc. Vì vậy đứng trước cái ca này chúng ta thấy là gì, cái việc chúng ta khuyên bệnh nhân tốt nhất là chúng ta làm sao, nếu chúng ta là người nhà chúng ta loại bỏ răng số 7 để giữ toàn bộ xương. Chúng ta chưa muốn nhổ răng số 8 ngay, bởi vì sao? Lúc này chúng ta phải giữ lại răng số 8 để thứ nhất là cái răng số 7 trên và răng số 8 trên nó không bị thòng xuống. Bởi vì có những bệnh nhân chúng ta là gì, sau khi nhổ răng số 7 xong thì chúng ta phải, có những bệnh nhân là gì, có thể vào gặp bệnh nền huyết áp hoặc là tiểu đường, chúng ta không cấy được chân răng thì chúng ta có thể dùng cái răng số 8 này để nâng đỡ cái toàn bộ cái răng số 7 và răng số 8 trên. Vì vậy là gì, chúng ta lại để cái răng số 8 này lại. Và thường thì bác sĩ Trung sẽ dùng cái biện pháp là gì, sẽ nhổ răng số 7 sạch sẽ hết đi toàn bộ, đợi lành thương trong vòng khoảng 6-8 tháng, sau đó chúng ta cấy được cái chân răng thật tốt. Cấy chân răng thật tốt xong thì chúng ta thấy là nó tích hợp xương rồi và thành công 100% rồi, chúng ta mới nhổ bỏ răng số 8 đi. Và lúc này chúng ta sẽ làm răng số 7 lên. Thì đấy là cái giải pháp an toàn nhất là gì? Vừa giữ được xương cho bệnh nhân, vừa giúp cho chúng ta là gì, bảo vệ được cái xương, và chúng ta có thể làm sao giữ được cái khớp cắn của bệnh nhân. Nên là gì? Việc quyết định để chúng ta nhổ bỏ một cái răng số 7 hay là nhổ bỏ răng số 8, nó đòi hỏi chúng ta làm sao? Phải chụp chiếu phim X quang lên rất là nhiều. Hay ở trên một cái phim này, cái trường hợp này chúng ta thấy là gì? Của bệnh nhân thì ở cái trường hợp này chúng ta thấy là gì? Khi bác sĩ Trung chụp phim lên cái phim này thì chúng ta thấy là cái răng số 7 này, lúc đầu nó định giữ cái răng số 7 này, nhưng mà chốc nó chụp lên một cái phim cắt lớp thì cái răng số 7 này nó tiêu cả mặt trong nữa, tiêu cả mặt trăng. Và lúc này bác sĩ Trung lại khuyên bệnh nhân là gì, thôi tạm thời nhổ cái răng số 7 trước, bởi vì răng số 7 này lúc này răng số 7 này đau, bởi vì đang gây một tình trạng viêm quanh cuống, và lúc này lại bỏ cái răng số 7 đi, chứ chúng ta lại để giữ lại cái răng số 8, bởi vì răng số 8 lúc này nó chưa có sâu. Và chúng ta giữ răng số 8 này để cho giữ răng số 7 trên và răng số 8 trên nó không bị thòng xuống, và đợi cái xương này nó lành thương, sau này chúng ta có thể nhổ bỏ. Nhưng mà chúng ta thấy là quan sát là sang cái răng số 48 thì cái trường hợp bên này thì chúng ta lại giữ lại răng số gì? Giữ lại răng số 7, chúng ta sẽ chủ động là gì? Nhổ bỏ răng số 8. Bởi vì cái trường hợp này là gì? Cái răng số 7 nó vẫn đảm bảo cái chân gần, nó đảm bảo cái chân xa, và cái tổ chức mô cứng của cái răng nó đảm bảo. Như vậy là gì? Khi quyết định để nhổ bỏ một chiếc răng thì chúng ta phải đánh giá là gì, khi chiếc răng đó nó có giữ lại được trên cung hàm nhiều năm hay không, nghĩa là phải trên 2 năm trở ra. Cái thứ hai là gì, khi giữ lại nó không làm gây viêm nhiễm và không gây tiêu xương cái răng số 7 thì chúng ta mới giữ răng số 7. Còn nếu như mà chúng ta giữ lại mà gây tiêu xương răng số 7 thì chúng ta thấy là cái hệ quả sau này chúng ta sẽ không khả năng cấy lại được cái chân răng số 7, bởi vì nó vấn đề ghép xương của răng số 7 theo chiều đứng và theo chiều ngang, nó rất là khó khăn trong cái quá trình thực hành lâm sàng. Nên là gì, chúng ta sẽ phải có một cái quyết định rất là cẩn thận trong cái quá trình chúng ta làm, và chúng ta phải dựa vào rất nhiều trên phim. Ví dụ như trên này thì chúng ta lại có một cái răng số gì, răng số 8, thì ở đây chúng ta phải đánh giá cái độ cứng của cái chân răng và cái chân gần. Cái này chúng ta phải chụp phim lại. Cái răng này cũng rất là lưỡng nan, bởi vì sao? Cái chân xa của bệnh nhân làm sao nó vẫn có thể là gì, được 4mm, và cái chân gần nó vẫn tổn thương ok. Thì lúc này chúng ta có thể là gì, ok, giữ cái răng số 7 để chữa, và chúng ta nhổ bỏ chiếc răng số 8 này đi.
Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải dựa vào cái vị trí của cái răng nó gây so với chân gần, à so với chân xa này này. Nếu mà cái chân xa của chúng ta nó bị mất hết, nghĩa là nó bị tổn thương hết và nó lại gây hỏng cái viêm nguyên cuống ở chân gần ấy, thì chúng ta bỏ. Còn trường hợp này là gì? Chân gần ở chân xa chưa tổn thương hết mà chân gần lại vẫn tốt, thì chúng ta vẫn có thể tìm cách để chúng ta bảo tồn cái răng số 7. Và chúng ta trong trường hợp này thì chúng ta lại nhổ răng số 8. Nên là gì? Mỗi một trường hợp nó chỉ cần khác nhau một chút xíu thôi, là chúng ta cũng có thể là gì? Có những cái lựa chọn khác nhau. Ví dụ trên cái phim này chúng ta quan sát, trên phim này thì bệnh nhân đã được nhổ bỏ chiếc răng gì? Chiếc răng số 8 để giữ lại cái mức xương. Cái mức xương ở đây chúng ta quan sát là mức xương nó vẫn được tốt, bởi lúc này sẽ không bị tiêu. Và cái răng số 8 này chúng ta để giữ lại để nó đỡ cái răng số 7 hàm trên, để nó tránh cái tình trạng răng số 7 hàm trên nó thòng xuống. Bởi vì khi chúng ta nhổ răng số 8 hàm dưới đấy, thì trong một thời gian có thể 1 năm, 2 năm hoặc 6 tháng, nếu mà chân răng trên nó yếu, nó có thể làm sao thòng dài cái răng số 7 xuống, thì chúng ta sẽ không làm được cái răng số 7 dưới này. Thì trong cái trường hợp này thì bác sĩ Trung bắt đầu là gì? Cũng chưa nhổ răng số 8, mà nhiệm vụ bác sĩ Trung làm sao? Cấy chiếc chân răng đã. Bác sĩ Trung khuyên bệnh nhân là gì? Hãy cấy chiếc chân răng này vào đây đã. Cấy chiếc chân răng này để nó ổn định trong vòng 3 tháng, khi nó tích hợp bắt đầu giai đoạn gần lấy dấu thì chúng ta mới loại bỏ cái răng số 8 này đi. Và lúc này răng số 8 nó loại bỏ đi thì làm sao? Cái răng số 7 trên và mọi cái răng số 8 trên nó không bị thòng xuống, mà chúng ta làm cái răng số 7 này lên. Đấy là cách mà chúng ta giữ được cho bệnh nhân. Như vậy là gì? Đứng trên một cái góc độ chúng ta là gì? Quyết định để giữ răng số 7 hay là giữ răng số 8, nó đòi hỏi người bác sĩ chúng ta phải chụp chiếu phim lên, và chúng ta sẽ phân tích cho bệnh nhân, nếu như răng số 7 mà giữ được trong thời gian trên 2 năm và không gây ra viêm nhiễm tiêu xương thì chúng ta sẽ giữ. Còn nếu như nguy cơ mà gây tiêu xương thì chúng ta sẽ nhổ bỏ răng số 8. Nhổ bỏ răng số 7 sớm và chúng ta giữ lại răng số 8 đã. Chúng ta cũng không nên là nhổ bỏ luôn cả hai răng, trừ khi chúng ta thấy là cái răng số 8 đó nó cũng gây bị viêm và nó vào tủy rồi. Thì lúc này chúng ta có thể nhổ bỏ cả răng số 7 và răng số 8. Còn thường thì bác sĩ Trung muốn giữ lại cái răng số 8 đó, đợi chờ là gì? Cái răng số 7 phải cấy được cái chân răng nó phải thực tốt đã, thì chúng ta mới loại bỏ cái răng số 8. Thứ nhất, giữ lại cái răng số 8 nó có mấy lợi ích. Một là gì? Nó làm cho giữ cái răng trên. Răng trên nó chạm vào cái mũi của răng số 8 hàm dưới ấy, thì nó làm sao răng nó không bị dài xuống. Đấy là cái thứ nhất. Hai là bệnh nhân vẫn có một cái điểm chạm nào đó bên trong để bệnh nhân có thể nhấm nhá ăn nhai. Cái thứ ba nữa là gì? Đề phòng trường hợp là chúng ta làm sao cấy cái chân răng này nó không thành công. Bởi vì sao? Cái tỷ lệ mà cấy chân răng nó không phải 100%, mà chúng ta thấy là gì, nó có thể tỷ lệ thất bại khoảng 2-5%. Như vậy thì cái việc mà chúng ta giữ lại chiếc răng số 8 và nhổ bỏ răng số 7 nó cũng cần một cái thời gian delay, chứ không phải lúc nào chúng ta nhổ cả bỏ răng số 7 và răng số 8. Như vậy chúng ta gặp rất là nhiều tình huống, lúc thì chúng ta nhổ răng số 7, lúc thì chúng ta nhổ răng số 8, lúc thì nhổ cả hai răng số 7 răng số 8, và có lúc thì chúng ta nhổ răng số 8 cuối cùng khi mà chúng ta làm sao tái lập lại răng số 7 xong. Thì đấy là một cái trên lâm sàng chúng ta phải cần nhìn rõ được. Ví dụ ở đây răng số 8 nó chưa tổn thương răng số 7 thì chúng ta quan sát là gì? Ở đây là gì? Răng số 8 nó mới bắt đầu đâm vào răng số 7 thôi, thì những trường hợp như này thì chúng ta nhổ bỏ răng số 8 sớm vô cùng là tốt. Và lúc này chúng ta sẽ giữ được gần như tất cả các mức xương của răng số 7, và xương nó hình thành rất là tốt bảo vệ răng số 7. Và trường hợp này chúng ta có chỉ định nhổ tuyệt đối khi chúng ta phát hiện những cái răng lệch như này. Nếu sức khỏe toàn thân bệnh nhân đảm bảo thì chúng ta khuyên bệnh nhân là gì? Lên nhổ càng sớm càng tốt. Nếu không nhổ nó gây tình trạng giống như răng số 7 ở đây. Chúng ta thấy là gì? Như trường hợp này chẳng hạn, thì chúng ta quan sát là gì? Chúng ta không thể khả năng giữ lại răng số 7 nữa. Có mấy lý do. Thứ nhất là răng số 8 hoàn toàn không có vấn đề gì. Đấy là việc đầu tiên. Cái thứ hai là đâm vào răng số 7. Chúng ta nhìn cái răng số 7 thì còn hai chân, nhưng mà gì? Chúng ta nhìn trên phim là nó bắt đầu tiêu hết cái răng số chân xa, tiêu vùng trẽ, bắt đầu chân gần lại viêm quanh cuống. Chúng ta không thể khoan cái răng số 7 để chúng ta đi chữa cái răng số 7 này. Đó là một cái phiêu lưu mạo hiểm, bởi vì tỷ lệ thành công của nó chỉ chiếm khoảng 20-30% những cái trường hợp như thế này. Mà nữa là gì? Khi mà chúng ta chữa nó không được tốt, nó gây tiêu xương hết toàn bộ răng số 7 này, thì cái khả năng chúng ta muốn trồng lại răng số 7 trong trường hợp này là không thể. Bởi vì chúng ta phải ghép thương theo chiều ngang, ghép thương theo chiều đứng, rất là khó khăn trong góc hàm. Như trường hợp này thì bác sĩ Trung đã khuyên là gì? Nhổ răng số 7 đi đã. Nhổ răng số 7. Còn sau này đợi chờ bệnh nhân tái lập được răng số 8, hoặc là gì, chúng ta không muốn tái lập thì giữ răng số 8 để ăn nha. Thì đây là trường hợp mà chúng ta lại nhổ răng số 7 chứ không phải nhổ răng số 8. Những trường hợp mà như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta nhổ răng số 8 tuyệt đối rồi. Bởi vì sao? Răng số 7 chưa tổn thương. Tất cả các cái vị trí của răng số
tất cả vị trí của răng răng số 7 của chúng ta hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì, chưa sâu gì cả. Chúng ta quan sát ở cái cạnh xa là cái mũi tên của bác sĩ Trung. Thì lúc này chúng ta loại bỏ cái răng số 8 đi thì rất là tuyệt vời. Nên là gì? Khi mà chúng ta loại bỏ sớm cái răng số 8 thì đó là một cái giải pháp chúng ta giữ được răng số 7 vô cùng tuyệt vời. Thì ở đây bác sĩ Trung đã nhổ bỏ hai chiếc răng gì? Hai chiếc răng khôn rồi. Lúc này là loại bỏ hai chiếc răng khôn thì là tuyệt vời nhất. Thứ nhất là không gây chèn hép vào răng số 7 và không gây xô lệch răng nữa. Và bệnh nhân rất là dễ chịu, không bị dắt thức ăn. Thì trong trường hợp này chúng ta là gì? Nhổ răng số 8, bởi vì răng số 7 của chúng ta còn nguyên vẹn và nó không bị tổn thương. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.